Xin giới thiệu với các bạn, đây là video mình làm về một chiếc ắc quy để cho anh em phân biệt thế nào là ắc quy hỏng và ắc quy đang dùng các bạn nhé. Và anh em quan sát để ý là ắc quy hỏng thì mình sẽ giới thiệu cho anh em biết. Nếu bằng mắt thường thì chúng ta không quan sát được, nhưng mà bằng nghề nghiệp kỹ thuật thì mình giới thiệu cho anh em. Đây là chiếc ắc quy mà dòng của nó chỉ có 10V, là vôn của nó 10V đến vạch đỏ, tức là vạch là ắc quy không chuẩn các bạn nhé. Và chiếc quy này đã hỏng và mình đã thay ra, và mình làm video này là để cho các bạn quan sát phân biệt ắc quy hỏng. Và nó 10V thì không đạt tiêu chuẩn các bạn nhé, nó phải 12V. Và đây các bạn quan sát, nếu mình đo dòng ampe, đây mình sẽ chuyển sang cho dòng ampe. Dòng ampe khởi động thì nó chỉ có 45 như này là không bao giờ được các bạn nhé. Đây các bạn quan sát này, nó đã chết dòng ampe này. Đấy, chiếc xe này, chiếc bình này đã chết dòng ampe các bạn nhé. Hai nữa các bạn quan sát là một cái ắc quy nó mà có tuổi thọ các bạn đi nó rơi vào tầm 7 vạn km hoặc là 10 vạn, nếu xe mới 10 vạn các bạn nhé, thì cái ắc quy đó là các bạn phải thay, hoặc 7 vạn km là các bạn phải thay bình các bạn nhé. Dù cho các bạn đi ít, nếu mà các bạn đi ít thì tuổi thọ bình thì nó có khả năng được ngoài 35 hoặc là dưới 35 các bạn nhé, còn đi nhiều thì nó chỉ rơi vào tầm được 25. Tùy theo mức độ mình đi nhiều ít thì nó có dòng sạc vào nó nhiều, nó căng nó nhanh chết bình các bạn ạ. Đấy các bạn quan sát này, đó là video về cái bình nó hỏng các bạn nhé. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bên kênh ô tô cũ Mê Linh sẽ làm một video về vấn đề ắc quy và dòng những dòng xe, tức là của chúng ta, tại sao không khởi động được và khởi động chập chờn, và cái vấn đề là đi trên đường tại sao bình nóng, và trường hợp thấy mùi khí lạ hất lên, và xe chúng ta lúc đề được lúc không. Đấy, chúng ta cái vấn đề này là rất nan giải cho khách hàng. Và hôm nay mình sẽ test cái vấn đề là video này cho quý vị và các bạn tham khảo. Bạn nào hay thì các bạn thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ cho bên ô tô cũ Mê Linh nhé. Và các bạn vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay bên kênh ô tô cũ Mê Linh sẽ làm một video về vấn đề xe, dòng xe không khởi động được. Đó là có rất nhiều những nguyên nhân, và những nguyên nhân chính hôm nay được ô tô cũ Mê Linh đưa lên đó là một số lỗi về không khởi động được. Và kính thưa quý vị và các bạn, kể từ hôm nay thì bên kênh ô tô cũ Mê Linh, sau 1-2 video đăng bán xe thì sẽ có những video bổ trợ, sẽ có những video bổ trợ để phục vụ khách hàng, đó là vấn đề sửa chữa, bảo dưỡng đơn giản, vấn đề thay thế phụ tùng. Và bên mình sẽ có kỹ năng và hướng dẫn cho quý vị và các bạn theo dõi để biết thế nào xe hỏng và lỗi đơn giản để các bạn khắc phục các bạn nhé. Và đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi video. Và trước hết theo dõi video thì mình xin trân trọng giới thiệu mình, đó là Dũng, là chuyên về vấn đề điện ô tô và nội thất âm thanh. Còn xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Diệp. Anh Diệp là vấn đề kỹ thuật trưởng của bên mình về vấn đề tư vấn kỹ thuật cũng như là khắc phục sự cố và sửa chữa những về vấn đề máy móc và toàn bộ những về khác liên quan tới gầm bệ, rồi là các động cơ có vấn đề lạ. Và xin mời các bạn chúng ta vào vấn đề là video. Tôi xin chào mọi người nhá. Ở đây Diệp giới thiệu. Tôi xin chào mọi người, trước hết xin giới thiệu mọi người, đây là bộ kiểm tra hệ thống nạp của bình ắc quy và hệ thống bình ắc quy. Thì cái này gồm có hai cực mà bà con nhá. Thứ nhất là cái cọc đỏ này này, người ta là cọc dương, và cái này là cọc âm, cái đen này cọc âm. Đấy. Sau đây xin kính mời quý vị và con tôi thử cho bà con biết là cái bình ắc quy này còn tốt hay còn như thế nào và nguyên nhân hư hỏng ra sao. Thứ nhất là tôi đây là xe đang bình thường, chưa khởi động, tôi thử cho bà con biết. Đây thứ nhất là con xe chỉ số theo đồng hồ đây. Chỉ số đồng hồ này đang là 12V5, tức là bình này vẫn đang rất tốt bà con nhé. Đây, chỉ số của đồng hồ là 12V5, rất tốt. Và nếu trong quá trình sử dụng, nếu như bình trong quá trình sử dụng mà cái bình nó lâu dài rồi, nó sẽ tụt xuống 12V và 11V5. Và nào ta vẫn phải sử dụng được, nhưng mà khi cho lâu dài nữa mà chỉ số nó xuống cái vạch đỏ này N10 hoặc là 9,5 thì là lúc đó là bình của chúng ta đã kém rồi. Vâng, thì sau đây xin mời quý vị bà con, tôi sẽ test thử về khi điện
còn ở bình và khi ta nổ máy lên là nó phát lên ra bao nhiêu và đạt công suất như thế nào? Vâng, sau đây tôi sẽ xin mời các bạn chúng ta quan sát này. Vì vấn đề này thì trước hết chúng ta quan sát là chúng ta kiểm tra cái dòng bình này có khỏe không đã các bạn nhé. Để kiểm tra dòng bình khỏe là đề được hay không đề được thì chúng ta hãy quan sát. Thứ nhất là chúng ta quan sát này. Cái dòng ampe mình đây mình đo này. Cái dòng ampe khởi động được đấy. Thì lúc nào nó ở vị trí là 11V các bạn nhé. Nếu mình đo. Đấy. Và đây là dòng khởi động của xe. Mình đang khởi động lên và dòng máy phát nạp lên. Và mình đo lên. Nếu máy phát của quý vị và các bạn xe đang nổ các bạn nhé. Thì các bạn phải đạt ở mức tức là 14V và dưới 14V các bạn nhé. Vì dòng xe hoạt động này tất cả những dòng xe điện 12V thì được mức lạp cao nhất là 14V trở lại thì nó đẩy lại được cái bình. Các bạn nhé, còn dưới 14V thì là cái bình đấy ví dụ lạp 12V hoặc 13V hơn một tí thôi thì là cái là bình coi như là cái máy phát của chúng ta lạp có vấn đề. Cho nên tình trạng bình luôn yếu điện các bạn nhé. Nó luôn yếu điện, xảy ra tình trạng là chúng ta đi nhiều, chúng ta bật đèn là dòng đề chúng ta không đề được các bạn nhé. Và cái nguyên nhân chính đó là hướng tới các bạn phải xử lý. Và các bạn phải xử lý thứ nhất là cái vấn đề máy phát. Máy phát các bạn nhé. Một là trường hợp máy phát của các bạn trùng dây cu loa. Hai là cái trường hợp máy phát của các bạn là bị lổ diode. Lổ diode dòng các bạn nhé. Và diode lạp của các bạn là 6 diode và trên 3, dưới 3 là 6. Thì nó sẽ lổ một diode nào đấy thì dòng nạp của các bạn chỉ có 12V. Thì chúng ta không bao giờ khởi động được. Và các bạn nhớ là khi chúng tôi đo, nếu bình còn dùng tốt thì lúc nào nó ở chúng ta khởi động được nó ở vạch xanh các bạn nhá, mà chúng ta không khởi động được là nó ở vạch đỏ các bạn nhá. Là vạch đỏ không bao giờ khởi động được các bạn nhá. Đấy, cho nên và khi đo chúng đo xuống mà nó còn khoảng 4 hoặc 3 V 3 ampe thì coi như là vứt bình các bạn nhá. Và đây mình cho các bạn xem thế là và mình cho các bạn xem là bình nó còn tốt. Trường hợp các bạn kiểm tra bình còn tốt là mắt nó còn xanh các bạn nhá. Mắt nó còn xanh là bình vụ rất tốt các bạn nhá. Đây là chiếc bình Aqua Alat xin lỗi các bạn là bình Rocket của Hàn Quốc này. Và đây là mắt nó rất tốt các bạn nhé. Và nếu mà trường hợp mắt trắng hoặc mắt đen là bình nó hỏng hoặc đuối điện thì chúng ta lên nạp thêm điện vào và chúng ta xử lý cái máy phát. Và trường hợp quý vị và các bạn quan sát là trường hợp xảy ra những chiếc xe mà trường hợp xảy ra khi chúng ta không khởi động được, chúng ta không khởi động được là chúng ta phải kiểm tra dòng đề và dòng máy phát các bạn nhé. Nó không nguyên nhân không khởi động được thì chúng ta phải kiểm tra máy phát. Đấy. Và kiểm tra cái đề khởi động của nó các bạn nhé. Và trường hợp không đề được thì nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta kiểm tra bình này. Và hai kiểm tra nguồn điện này. Đấy. Chúng ta kiểm tra nguồn điện khỏe không nào. Nếu bình khỏe các bạn nhé. Nếu các bạn kiểm tra bình khỏe và máy phát khỏe như thế này các bạn nhé, không có lý do gì không phát. Và các bạn nhớ là các bạn bật đèn như này các bạn nhé. Và các bạn phải bật đèn pha, đèn gầm đầy đủ lên mà dòng phát của nó vẫn đạt là 14V các bạn nhé, thì là một cái máy phát của mình là phát rất chuẩn các bạn nhé. Thì các bạn loại bỏ bình hỏng này và các bạn loại bỏ là máy phát này và các bạn chuyển sang đó kiểm tra phần đề cho mình và các bạn nhé. Và các bạn kiểm tra phần đề thì thứ nhất là các bạn khởi động đề xem đề được không các bạn nhé. Nếu mà đề được nó hoặc nó chỉ đóng má vít nó lệch tạch thì là chứng tỏ là cái tiếp điểm của con chuột đề mình là nó có vấn đề, nó rỗ và nó kém. Thì nguyên nhân chúng ta khắc phục, một là chúng ta có nghiệp vụ thì chúng tháo ra thay má là xong, nhưng chúng ta không có được thì hầu như là bây giờ là tháo thay chuột đề các bạn nhé, thay chuột đề là xong. Hai nữa chúng ta lên kiểm tra bảo dưỡng luôn đề. Và bảo dưỡng luôn đề, thứ nhất chúng ta bảo dưỡng mi mỡ và chúng ta bảo dưỡng luôn cả vấn đề là hành trình của con chuột đề, đó là mang bích đề, thường nó là mang bích đề. Và chúng ta kiểm tra kỹ các bạn nhé. Và các bạn kiểm tra cho mình nữa, đó là cái hệ thống là báo phát của xe có đầy đủ không các bạn nhé. Đây mình sẽ kiểm tra cho các bạn này. Nếu một chiếc xe chúng ta lên xe thì chúng ta lưu ý là luôn các bạn để ý này, là cái báo quy này là có đầy đủ không các bạn nhé. Và nguyên tắc là các bạn phải biết là nguyên tắc khi các bạn khởi động lên là cái báo ắc quy này và báo nhớt phải mất các bạn nhé. Là vấn đề sống còn của xe. Và các bạn quan sát này. Đấy. Và báo nhớt và ắc quy phải tắt. Đấy, mình làm cái video ở con Nasetti. Đó, nó phải tắt đi các bạn nhé. Thì chứng tỏ máy phát hoạt động rất tốt và ổn định các bạn nhé. Và nếu mà trường hợp nó phát mờ mờ
và nó hiện đỏ lên thì chứng tỏ là cái máy phát đấy là có vấn đề các bạn nhé. Thì các bạn lên đưa đến thợ kiểm tra, hoặc các bạn biết tự khắc phục thì chúng ta lên khắc phục các bạn nhé. Các bạn thân mến, như trên thì mình đã giới thiệu chi tiết về một chút khắc phục để cho quý vị và các bạn lưu ý và kiểm tra những cái lỗi đơn giản nhất để cho các bạn biết một chút về kỹ năng sửa chữa, cũng như là kỹ năng để chúng ta phán đoán bệnh, để khi chúng ta mang ra thợ sửa, đối với chúng ta mang sửa thợ sửa nó không bị bắt lạc và không bị biết là người ta sửa những cái gì các bạn nhé. Và đó là những nguyên nhân. Và hai nữa là các bạn lên kiểm tra cho mình, là các bạn luôn kiểm tra cho mình là hệ thống cầu chì có tốt không và có được lối không. Tuyệt đối cầu chì là phải tuân thủ, các bạn phải nhớ là cầu chì phải tuân thủ theo đúng dòng an be quy định ở đây các bạn nhé. Đó là việc cầu chì 30A phải lối đặt cầu chì 30A. Các bạn không được đưa cầu chì 20A vào, 20A là sẽ đứt. Và cầu chì 10A thì các bạn đưa 10A thì nếu có trường hợp xảy ra sự cố thì nó sẽ ngắt các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn phải đúng thông số kỹ thuật này nó chuẩn các bạn nhé. Và hai nữa, tất cả những dòng dơ le, những dơ le này các bạn này, những dơ le này thì các bạn phải đưa ra là dơ le chuẩn. Những con dơ le khởi động của nó và dơ le quạt, dơ le đề và tất cả dơ le gió, dơ cảm biến các thứ các bạn phải chuẩn các bạn nhé. Đó. Và như trên mình đã làm video cho các bạn là cụ thể về con, về kỹ năng, vấn đề xe không khởi động và vấn đề ắc quy. Và mình xin làm xin giới thiệu cho các bạn là như này. Nếu cái ắc quy của các bạn là ắc quy nước thì các bạn lưu ý rằng là các bạn luôn luôn kiểm tra nước cho mình các bạn nhé. Là các bạn tháo lắp ra, là các bạn kiểm tra nước cho mình, là các bạn đưa kiểm tra nước nó có vạch mắc và vạch min các bạn nhé. Là ắc quy nước bao giờ nó cũng có này. Thì các bạn nào thiếu nước thì các bạn châm nước axit vào cho mình, thì các bạn ra hiệu xe máy hoặc ô tô chúng ta mới nước và chúng ta đổ tới vạch mắc thôi các bạn nhé, để cho nó luôn giữ dòng nạp. Và vì tại sao, nguyên tắc của ắc quy đó là dòng nạp điện vào đó là chì, chì nó phản ứng hóa học với axit các bạn nhé, thì nó sẽ sinh ra dòng điện. Và nếu chúng ta đuối nước axit thì sinh ra dòng điện nó sẽ yếu, hoặc nó sẽ làm cho gãy cực các bạn nhé, làm cho ắc quy nó không tích được điện và nó sẽ lóng bình và nó bốc khói lên. Và trường hợp thứ hai các bạn nhé, trường hợp nữa là những cái trường hợp là ắc quy chúng ta đi thấy nó lóng gian các bạn nhé, nó lóng gian bình lên thì nó có hai trường hợp. Một là máy phát phát cao, phát quá 14V. Hai là cái dòng cái bình của chúng ta dùng lâu nó đã hết nước axit các bạn nhé, nó hết nước axit và nó lóng lên, nó thổi lên, nó làm gãy cực. Và chúng ta khắc phục thì không khắc phục được trường hợp là bình hỏng, chúng ta thay bình. Hai, nếu mà trường hợp axit hết thì bình nước chúng ta bổ sung được, còn bình khô thì chúng ta không làm được. Còn nếu trường hợp máy phát phát cao thì chúng ta nên điều chỉnh lại dòng phát, chúng ta điều chỉnh dòng nạp phát. Đó là nguyên nhân là do con IC lạp các bạn nhé. Dòng IC lạp của máy phát phát nó không ngắt các bạn nhé. Và nó không ngắt cho nên nó luôn luôn phát, cũng như một dòng nước chúng ta nó luôn luôn chảy, nó không dừng lại. Đấy, nếu mà chúng ta dừng lại thì chúng ta chỉ có cái cách là chúng ta ngăn nó lại là nó dừng lại. Đấy. Cái dòng ắc quy này bao giờ cái máy phát nó là tự động, là chúng ta khi khởi động, chúng ta khởi động xong là nó đuối điện, nó tự phát. Và nó phát vào 14V là căng bình xong là IC nó tự ngắt nó giảm cái dòng đi các bạn nhé. Nó giảm dòng nạp đi, nó không phải nạp căng như thế nữa, nó đôi khi nó xuống 13V và 12V các bạn nhé. Và khi nào chúng ta dùng đèn hoặc dùng điều hòa hoặc các thứ thì nó tại tự nó tăng IC, nó tăng lên các bạn nhé. IC điều chỉnh dòng lên. Đấy là máy phát nó phát ổn định và chuẩn, nó phải như thế các bạn nhé. Và như trên mình làm video giới thiệu sơ lược cho quý vị và các bạn. Các bạn nào thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ cho bên mình. Và bên mình sẽ luôn luôn có những video bổ trợ cho quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm video về phần ắc quy và phần khởi động về không được lọ kia. Một vài hôm nữa mình sẽ làm những video có bổ ích hơn cho quý vị và các bạn, hướng dẫn những chi tiết tất cả các bạn sử dụng các bạn nhé. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.